Vâng, một chiếc Lexus RX330 được sản xuất năm 2004 với khối động cơ 3.3 nhập Nhật anh chị nhé. Xe thì đang chào bán tại salon với mức giá là 345 triệu. Đến xem xe trực tiếp tại 189 phường Nghệ Sơn, thị xã Kinh Môn, Hải Dương anh chị nhé. Xe một chiếc xe 5 chỗ, form dáng rất đẹp luôn và trang bị rất nhiều các option trên xe. Đó, một chiếc xe nhập Nhật nha anh chị nhé. Đến lái và trải nghiệm, Zalo trực tiếp cho em qua số điện thoại 0976081699. Xin đảm bảo cho quý vị anh chị các bạn là xe không có lỗi anh chị nhé, không đâm xô tai nạn ngập nước gì đó, và chi tiết rất nhỏ bên ngoài chúng ta không thể tránh khỏi, cũng như là đấy phần thân vỏ thôi. Xe thì mang tông màu bạc, phong dáng cũng rất là đẹp luôn đó. RX330 2.4 anh chị nhé. Xe được trang bị đầy đủ cam nùi đấy, Lexus một dòng xe 3.3 đó, xe đảm bảo cho anh chị các bạn đẹp luôn. Xe này thì anh chị các bạn là hoàn toàn là đi thôi, không có sang tên được anh chị nhé. Đó, xe người nước ngoài sử dụng nên là không sang được tên. Đảm bảo cho anh chị các bạn về phần pháp lý tranh chấp luôn, hoàn toàn là về sẵn sử dụng thôi anh chị nhỉ. Phần gầm này không hề có hiện tượng là han mọt nhá, lốp sơ cua đầy đủ luôn đó, nhập Nhật. Và cái dòng xe này chạy rất là đàm luôn đấy. Đến lái trực tiếp tại salon ô tô số 1 Kinh Môn, nội thất được bọc mới hoàn toàn, nó rất là đẹp luôn. Trang bị hai vùng điều hòa độc lập, một cái dòng xe 5 chỗ, form dáng rộng rãi thoải mái đây chị này. Đấy, cái phần cốp đằng sau nó cực kỳ là rộng luôn. Đấy, rộng như một cái chiếc xe 7 chỗ anh chị nhá. Đấy, trang bị đầy đủ cửa sổ trời toàn cảnh này, trần nỉ theo xe, và cái hệ thống sàn đã được lót sàn 3D nhá. Quý vị anh chị các bạn nào gần có thể đến xem xe trực tiếp tại salon ô tô số 1 Kinh Môn nhá, 189 phường Hiệp Sơn, thị xã Kinh Môn, Hải Dương, và liên hệ trực tiếp cho em Loan qua số điện thoại. Em sẽ gửi hình ảnh chi tiết cho anh chị các bạn về cái chiếc xe này cũng như là tư vấn rõ hơn. Bên em có bao gồm phí vận chuyển toàn quốc cho anh chị luôn nhá, 345 triệu. Đó, bên em bao vận chuyển toàn quốc luôn, cũng như là đảm bảo cho anh chị các bạn về cái phần pháp lý. Và với cái chiếc xe này thì em đảm bảo cho anh chị các bạn là giá rẻ hơn thị trường tới tiền trăm rồi anh chị nhá. Và chiếc xe không ra được tên, nhưng mà yên tâm là đảm bảo cho anh chị các bạn về phần pháp lý thì quý anh chị bạn hoàn toàn là cũng yên tâm là sẵn sử dụng thôi. Đấy, hộp số tự động theo xe, trang bị rất nhiều option trên xe nhá. Cũng có thể là chúng ta sử dụng chiếc xe này đến khi chúng ta bán đi cũng chưa có cũng chưa khám phá hết cái option của xe luôn. Đấy, em dám đảm bảo cho anh chị bạn vậy. Này, option của nó rất nhiều anh chị nhá, option nó rất nhiều trên xe luôn. Có mấy ai mà khám phá hết tất cả các option của xe đâu. Đấy, 3.3 thì mức tiêu hao nhiên liệu của nó tầm 18 lít anh chị nhá, trên 100 km đường trường, nếu hỗn hợp thì có thể hơn một chút. Đấy, và với cái khối động cơ chấm cao thì chúng ta chạy chiếc xe nó rất là đạm, rất là lướt luôn. Đó, nó khác xa đối với những dòng xe chấm nhỏ anh chị nhá. Vâng, nếu mà so sánh như thế thì rất là khập khiễng luôn. Đấy, em cũng nói thẳng là cái dòng xe nó rất là tốn xăng. Thế nên dành cho anh chị nào mà đam mê cũng có như là có đủ kinh tế để sử dụng cái chiếc xe chấm cao này. Đấy, nội thất rất là đẹp luôn. Anh chị này, ghế chỉnh điện anh chị nhá. Đấy, và mọi chức năng trên chiếc xe này là vận hành hoàn toàn bình thường luôn. Đấy, hệ thống táp lô đây anh chị này, túi khí bên xe này. Đấy, trang bị đầy đủ màn hình cam nùi. Đấy, cam hành trình anh chị nhá. 345 triệu, một cái mức giá cũng rất là hợp lý cho quý vị anh chị các bạn mua về sử dụng. Đấy, này cái anh chị này, nó có bể tì tay này. Đi đấy, chúng ta đỡ là mỏi tay, ví dụ đi đường dài này, rất là ok luôn. Đấy. Lexus. Một cái dòng xe 5 chỗ rất là rộng. Đấy, anh chị này. Đấy, rất là hiện đại phải không ạ? Đấy, mở luôn. Đấy, đóng luôn. Đấy, nói chung là tất cả các hệ thống phím của xe là hoạt động hoàn toàn bình thường luôn. Đấy, tất cả các hệ thống điện của xe cũng vậy. Cửa sổ trời đây. ₺345 triệu anh chị nhá. Đến lái và test thử tại salon ô tô số 1 Kinh Môn. Đấy, anh chị nào mà muốn đi chấm cao thì có thể đến trải nghiệm. Và cái dòng chống cao nữa thì bên em cũng có BMW X5 anh chị nhá. À, BMW X5 hai chiếc 2.7 7 chỗ nhá. Đấy, cụm đèn này lên theo xe.
nó rất là trường xe nhé, cái dòng nó rất là trường xe luôn. Đó, xe chiếc xe này đi làm 20.4 anh chị nhé, 20.4. Một chiếc xe 2004. Hệ thống táp lô, hệ thống mặt đồng hồ trung tâm là hoàn toàn là không hề có hiện tượng là báo lỗi, báo check gì. Rất là ok luôn. Đó. Nói chung là option của chiếc xe này kể là không hết đâu anh chị nhá. Tất cả hệ thống kính lên xuống của xe là hoạt động hoàn toàn bình thường. Nói 3.3 anh chị nhá. Đây anh chị này. Trang bị đầy đủ màn hình cam lùi cam hành trình tích hợp trên xe nhá. Zalo trực tiếp cho em Loan. À, em sẽ hướng dẫn cái thủ tục mua bán và chốt cọc cho anh chị luôn. Em cho anh chị các bạn kiểm tra cái hệ thống khoang máy của chiếc xe này. Anh Tú ơi, giật em cái em đỡ phải tắt tắt máy. Đó, đây anh chị nhá. Cái hệ thống khoang máy của chiếc xe Lexus GX 330 đây chị ạ. Với khối động cơ 3.3 V6 này. Đấy, tạo cho chúng ta một cái cảm giác lái siêu luôn. Chỉ có 345 triệu quý vị anh chị các bạn đã có thể sở hữu được một chiếc xe sang để sử dụng gia đình rồi. À, cái dòng xe này nó rất là bền anh chị nhé, rất là bền và đồ thay cũng có anh chị nhé. Đó, quý vị anh chị các bạn kết nối trực tiếp Zalo cho em 0976 08 169. Quý vị anh chị các bạn lần đầu theo dõi clip của em Loan nhớ đăng ký kênh, bấm nút chuông thông báo màu đỏ bên phải màn hình để theo dõi cập nhật những cái mẫu xe mới nhất đăng lên. Hẹn gặp lại quý vị anh chị các bạn qua những video clip tiếp theo ạ.